tới giờ đi. Cho nên lần sau thì Hương sẽ gọi anh Bi sớm chút xíu, thì mình ghé Capital trước đưa cho tụi nó. Bây giờ có một khán giả rồi, xin chào anh Bi, chào khán giả đi con. Chào cô chú anh chị em. Cái là bây giờ là đi chạy ra Capital bán. Hôm nay có 20 phần xôi với lại bánh cuốn, bánh bèo, bánh xèo 20, 25 gì đó. Hương sở thiếu, cái Hương nấu thêm 20 tô nuôi nữa, 25, nhưng mà cho lát ở thịt để cho tụi nó ba. Còn 21 24 là 4. Hương làm tính cộng hay quá. Hôm qua Hương làm tính cộng hay lắm. Hương có 14 tô bún với thể thêm 5 phần cơm nữa, 4 phần cơm nữa là 23. 14 với 4 là 23. Hương biết sao Hương làm tính cộng hay vậy, không biết nữa. Là bây giờ đi bán được 25 phần xôi chè với lại nuôi. Nuôi 21 phần. Thì mình bán nuôi trước, mình bán nuôi xong chừng nào hết nuôi cái bán qua xôi chè, còn thừa cho xôi chè đem về để dành chiều anh, họ khoái chí, họ la la lại luôn được ăn hai phần. Nhưng mà hôm nay chắc không đông đâu, cứ từ từ, 1 giờ là ra khỏi đó lên, 1 giờ là ngưng là được rồi, 1 giờ là còn cái gì thanh toán hết, cái chạy về cái ghé vô Thịnh chắc khoảng thêm 20 phút nữa ha, khoảng 20 phút là chạy xuống dưới đưa đồ, cái chạy lên đi liền, cái đi về. Giờ cho anh Bi nghỉ ngơi ngủ chút xíu. Sáng hôm vậy em đi đâu Bi, tập thể dục hả? Không, có người mua xe đạp. Xe đạp gì? Ồ, xe đạp của con đó hả? Yeah. Xe đạp giờ không xài nữa hả? Ồ, xe đạp điện hả? Ồ, đâu rồi, xe đạp thường. Ồ, chiếc xe đạp của con mà nó giống như chiếc xe mô tô đó, còn xài không? Còn xài chứ. Ồ, xài đó không có bán hả? Yeah, không. Bán xe đạp thường hả? Anh Bi đang báo anh Bi bán xe đạp thường. Anh Bi có chiếc xe đạp điện nha, mà nó giống như chiếc xe mô tô, xe cù vậy đó. Chiếc đó hồi đó con mua bao nhiêu? 2.500. Mà có chở người được không Bi? Được. Ồ, chở được một người hả? Xin chào khán giả. Khoảng chừng 11 giờ 15 hay sao á, cái Hương chạy ra ngồi nghỉ ngơi, mở YouTube ra, Hương thấy bà Gia Hân bà đăng video. Thì nói Gia Hân ơi, gọi Hương đem rồi cho Thiện ăn, nhớ Thiện đó. Hôm bữa mới rồi, đừng có đem, em phải diet em không ăn đâu. Diet chứ người chứ đâu phải thần thánh đâu mà đòi nhịn. Thế là ông nhìn được vài bữa, ông đói, hôm Chủ nhật là ông đã đói rồi. Hôm Chủ nhật Hương vừa đem cơm thấy ông đứng đồng đợi sẵn ở đó rồi. Hôm bê xuống ông ăn trước. Thôi bây giờ ghé Capital cho tụi nó đấy. Cũng nhanh. Thương không muốn ghé sau tại muốn về cho anh Bi nghỉ. Coi như ghé trước. Coi như 11 giờ rưỡi mình đi. Bây giờ con muốn ghé trước hay ghé sau Bi? 1 giờ mình ra mình ghé hay là ghé trước khi đi? Mai mốt á, từ mai mốt à. Ừ, là con muốn ghé trước hay ghé sau? Ghé sau đi. Ghé sau nha, ok. Vậy là mình đi bán xong mình ghé. Đi bán về xong rồi ghé, có 2 ngón tay rồi tén kêu. Có 7 khán giả. 7 khán giả này chắc ở bên Mỹ, ở Việt Nam giờ này đang khò khò khò. Việt Nam một là khò khò, hai là có đang coi lũ. Một trận lớn rồi, bây giờ thêm một trận lớn nữa quý vị. Cái trận sau này cũng thấy nó làm gì ở bên Taiwan rồi, ghê lắm. Không biết tại sao năm nay là như vậy nữa. Có người nói với Hương tại năm nay năm con rồng cho nên như vậy. Năm con rồng nào mà cũng phải chết rét, con phòng nó phun nước ra tùm lum luôn. Rất ghê, xem rất sợ. Cái làng đủ hôm nọ mà những người bị vùi lấp, Hương nghe là Hương đã biết người ta đi rồi. Vùi lấp một chút xíu thôi, cứu liền thì còn sống chứ không làm sao thở. Coi như vùi lấp đó mà không kiếm được là đi rồi. Hôm nay lôi được ra xác rất nhiều quý vị ơi. Ông kia khóc quá trời luôn, xong hỏi bây giờ muốn cái gì, muốn cho giúp để mà chôn cất tụi con. Thì Hương nghĩ cái tiền, cái
cái tiền mà 520 mấy tỷ bây giờ thì chắc nhiều hơn rồi, là để đó chắc là để làm nhà. Phương nói Hương gọi ra cái chỗ gần đây gửi tiền về, hỏi mày có biết gửi về cho mặt trận tổ quốc không, tao muốn gửi một ít để thử là họ có không. Ở đây mình không biết làm cách nào gửi, không đâu có quen nhờ người bên Việt Nam được. Thì là Hương chạy ra cái chỗ đây mà họ gửi tiền Việt Nam, thường thường là phải gửi, mình phải báo cho họ tin tức là mình gửi cho ai, cái tài khoản là bao nhiêu, họ chỉ có gửi thôi. Đằng này tao nói tao không biết tài khoản, nhưng mà tao biết mặt trận tổ quốc, mày có biết không? Nếu nó biết thì gửi giùm mình một chút xíu, coi như cái tấm lòng của mình thôi, chứ chẳng có là gì so với biết bao nhiêu đau khổ chết chóc này kia phải chôn cất rồi phải xây lại nhà cho họ rất nhiều, quý vị ơi, rất nhiều, quá nhiều luôn. Bây giờ thêm một cái làng nữa, làng gì cũng mới làm cai nậm, nậm cua hoặc cái gì đó, cái gì nậm á, cũng bị rất nhiều luôn. Cái em trai đó nó còn trẻ lắm, 30 mấy tuổi hả, mà nó đi đâu sao nó kể không quên rồi, coi như cả vợ con nó rồi, đi hết vợ với ba đứa con. Làng gì nậm này không quên rồi, cũng có Lào Cai nhưng rất nhiều, không phải làng đủ đâu, làng khác. Đâu có bao giờ bị nhiều như vậy, không bao giờ, không chưa bao giờ có. Hương có theo dõi tin tức lũ lụt, tại vì Hương có chị bạn, năm nào mỗi lần lũ chị cũng về Việt Nam, chị đi chị cho thức ăn chị Kim. Chị Kim ở Sang Phan á, mỗi lần lũ lụt chị chim về để chị Kim đi cứu đói. Chị Kim tự mình thuê xuồng đi vô túc trong sâu trong xa, chị nói chị không nhờ ai, cũng không đưa ai tiền hết. Họ không bao giờ đi, họ chỉ cầm đó họ đợi người ta ra, ai mà rào ra được. Họ bị coi như là không có phương tiện gì mà đói chết làm sao đi ra được đến nơi. Chị Kim về, chị Kim đi vô tận nơi luôn. Nhưng mà năm nay chị Kim đi nuôi cháu nên không có đi. Con chị Kim xanh á, chị Kim có con, chị Kim đi nuôi. Rồi Hương có coi một em gái ở trên kênh, nó bảo rằng là mặt trận tổ quốc gửi tiền từ trên gửi xuống gửi đến xã nằm ngay đó luôn. Mấy ông xã ôm đồ không chịu đem đi, chất đầy nhà ông. Xong họ hàng bà con tới chở xe đi, mà những người trong sâu xa không có. Em gái nó bảo em đi vô tận đến nơi luôn, không có ai vô đem vô cho họ hết. Tỉnh coi như họ tới xã là họ ngừng, mấy ông xã không làm. Bây giờ hai cán bộ xã hoặc là trưởng xã gì đó đã bị đình chỉ công tác rồi, vì cái tội mà là biến mà không đi mà để cho người ta đói. Thiệt ra ai đi đây giờ trời, phải có người tình nguyện đi kìa. Bà này là bà bạn anh Mía nè, mới có hai quay sát mặt ra để cho mọi người nhìn thấy dung nhan bà bạn anh Mía. Hello. Are you hungry? No, I was gonna take a shower. Oh, okay. We have food over there later. Okay. You look good. Spaghetti is so good. Oh, so good? No, I was mad. Because I saw that there. I make good spaghetti too. But when I ate your spaghetti, I had to admit. Mine's better. Even better. Yes. I don't want to. Only on Sunday. Today no spaghetti. I don't care. You're cool. Okay, Sunday. You're a wonderful person. Đó, bà đó là bà bạn anh Mía.
đẩy xích vô đó chút không thôi, đây nắng. Cười gì đó chị ai? Sao nó nổi lên lô bự vậy? Rồi, chú ơi, ngồi chưa? Hả? Chắc chắn đâu á. Thôi không sao, sao? Chứ mình ra đây chút nắng á. Chút nắng là chui vô anh Trinh. Trời ơi, bà chó của tao phải quậy á. Ồ, trước phải không? Ăn nuôi ngan xôi. Ăn nuôi ngan xôi được quý vị. Nuôi nha. Bên này không được, bên này. Đi dưới bán nước, con bán con bán nước nha. Ủa cha, cái này con để đâu? Cái này chắc chưa xài tới đâu, để đây đi. Ba tô nuôi. Chết rồi, ngăn tay đâu con luôn. Đó đó. Đi dưới đôi mà. Con chị hả? Hả? Cháu chị. À, đúng là bự dữ vậy chứ. Con bán nước dưới bán con nha. Con biết bán nước luôn không? Nó đi gặp lại cái cháu con nữa. Trời ơi, nó chê. Tụi con nghe không còn nước nào nóng. Sao tụi mày lồn quá vậy? Chết tí mẹo. Chị hai nó sợ bệnh cái gì á? Nó tiệt, em nói với chị á, đâu em nói với nó rồi. Đừng bỏ nước tụi con ở đây cũng được. Nó chịu bà ngoại à. Sao? Rồi con quay cái... Rồi, lộn bên này. Con quay. Nhưng mà hả, má em ở bên Pháp không có chịu. Nói không có tin tưởng. Quay này qua hả? Rồi được rồi, chưa quay rồi. Ngoài nó, đi coi kìa. Ai em á? Em để cho ba nó tự tử, nó lo thôi đâu, mình lo. Mình lên chai sức hơn. Nó to cái miệng kìa hơn. Nó giận nhìn lại ba nó đó. Cái nó nói ba, nó làm kỹ nhưng mà ép ba dẫn nó về cho con xài đi. Ờ. Xong cái bà nó nói là mày buông nó nhau. Em nói không. Anh Mi. Hả? Mi khỏe không? Ôi da, mới tắm đẹp quá rồi đây, ai đi. Qua ai lấy đi. Sao qua ai ngồi sướng không? Thấy không? Đi thấy không? Không, vô đây. Ăn không? Ăn cái mùi nữa. Lấy ớt bỏ vô, em có nớt không? Cay lắm á, ớt này cay lắm. Chị ơi, lấy nào đấy. Đưa chè đi. Anh ấy ăn xôi em nuôi. Ăn xôi đi. Xôi hả? Ok, lấy xôi đi anh ấy. Thank you.
Chị Hương. Hello em, sao hôm qua không thấy? Ăn nuôi ăn xôi Long ơi. Nuôi nha. Đó được rồi á. Rồi con lấy bún thịt xong con bỏ hàng ngon cha. Rồi con làm mình con nha. Cái cây quay phim của mình đó. Phạm Thu em chào chị Hương và Bi Khen. Bà này chắc ăn mía đánh không lại đâu. Được anh. Em chào hai dì cháu chị Hương. Giờ này Việt Nam mới 2 giờ sáng. Chị à, đêm mất ngủ coi hai dì cháu đi bán. In tô đây hả? Chào hai dì cháu. Quán sắp hơi quá. Hello mọi người, chúc vui vẻ. Ăn xong Christopher Dương, bà Chi thịt nè. Hello anh em, Christopher khỏe không anh em? Hello Phạm Thu, hello Đoàn Vũ, hello Incott. Anh Ken hai Christopher, anh đang vừa ăn trưa vừa coi nghe bà Chi cười quá đã. Có người phải coi bà Chi kìa, thấy bà Chi cười quá đã kìa. Anh Mí nãy bà bạn anh Mí mới tới đây nè. Bữa nay Mí trắng dẻo vậy. Mới tống. Anh Mí có ra thư viện không? Đâu, mấy bữa ngồi cũng lèo quá mà đâu có đi vô ra được. Cứ ra không sao đâu. Chứ hiểu có tin có thật. Sao? Anh rất cũng thèm ra thư viện lắm á. Chịu có chứ. Thèm ra thư viện lắm mà ngồi trong lèo không à. Thấy rõ. Tội nghiệp quá. Hôm chủ nhật em làm gì không ra ăn cơm có Long? Ăn vô nha bạn. Ờ. Chủ nhật mình ăn cơm cá chiên ngon. Trời ơi, nghe nói. Chủ nhật là mấy chữ cuối cùng à.
Anh bị lạnh hả? Hôm nay mình có quên đem cái cây qua kia, mình có một cái máy thôi, mình đi vòng vòng. Có thể bị chóng mặt thế nào cũng bị la, có hướng làm gì chóng mặt quá. Vậy thôi. Anh bị giỏi không? Mình bị bán nước, phải đi bán nước. Luôn ngon luôn thôi. Ê, tẩy luôn. Nước của nhà hàng đàng hoàng á. Dry shrimp, fresh, and then that's like có người đang đi làm mà phải ngưng làm để nghe bà Chi cười khà khà á. Ken hai tường đi ha ha, độc cảm chắc chị Hương đang tám với họ. Tường đi hello anh Ken, độc cảm nửa đêm thức giấc xin chị Hương cho em ăn mà chị Hương lơ hoài. Cho em ăn quá trời, anh ngó nó tuần nào cũng được ngó mà. Christopher đi giỏi quá, bị đập mặt hàng. Một cái xôi cũng 5-6 đồng đúng rồi, 5-6 đồng đó Christopher. Nhớ là xôi lập xưởng 8 đồng, xôi sầu riêng 8 đồng mà họ cho mình nhiều lắm ha. Hôm nay là hơi ít, hôm nay 25 phần chứ mọi khi là 30 mấy phần đó. Hôm nay hơi ít nên Hương nấu thêm nuôi à. Tương đi trong chuyện Quỳnh Giao phải không? Chúc Cộc Cằn vui vẻ, đoàn vũ kể ra mọi người cũng vui ghê. Cộc Cằn chào bạn Christopher. Cộc Cằn, ủa dắt chó đi chơi cũng được ăn sao? Đâu có ai dắt chó đi chơi. Ai người nào? Cái thằng này thì như nó vô gia cư mà. Tôi hỏi nó thôi, tôi hỏi cái thằng dắt chó rồi chứ thay lời chó không lết, mày có không lết không? Nó bảo có. Kêu nó sao mày sạch sẽ vậy? Nó mới tắm. Hôm nay có xe tắm, nên mới sạch sẽ. Ai cũng tắm rửa sạch sẽ. Ngon không anh Trinh? Nhà hàng chồn. Quán không đồng cỡ vậy thôi chứ đâu chứ còn gì nữa, được nhà hàng cho đồ này là ăn à, cái này là giai cấp nhà hàng á, cho anh hai ăn để hai bỏ nữa chừng vậy là tiêu chuẩn nhà hàng á. Ừ, tiêu chuẩn nhà hàng á. I helped that guy all morning. Oh, what guy? That guy was in my car, the black guy. I gave him a ride to go catch his bottles and his cans. I have my daughter's phone in here. I guess when I get out the car, 1 minute to sign up for the shower. Oh my goodness. Mom, can I have my phone? Her phone gone. He disappeared. Oh my goodness. She's sitting there and I took your phone. Her phone. Oh. I don't care if you take my phone because my phone's insured. I know. But he. I help him all my goodness, and you help him all everything. I take him to the food stamp. Yeah. Oh, that's not good. I know. Now I won't. Anybody tell me for the ride? No. Because I know as soon as I we have to be careful. You just blink your eyes and your phone gone. And her phone would have a lot of thing in it. Yes. Personal information and stuff too. Okay. Are you hungry eating? Yeah. I'm gonna get her. Okay. Trời ơi, cái bà mà đánh lộn với anh Mía. Hồi bà đi ngang đây mà Hương tới Hương quay bà, bà không muốn cho mọi người biết mà bà đánh lộn với anh Mía. Thì bà đang ngồi tới ông Mỹ Đen. Xong bây giờ bà trở lại, bà nói mày như nhớ lại cái thằng mà tao chở đi không? Thằng Mỹ Đen đó.
nó nói nó không có xe, tao chở nó đi xin thuốc tam, rồi tao chở nó đi đây đi kia xong xuôi rồi cái tao vừa mới bước ra xe một phút thôi tao quay vô lại mất cái phone. Bà không biết bà mất cái phone nữa, lúc không đó đi rồi bà mới biết bà mất cái phone. Cái lần sau chị Hương nên đem theo cái máy rửa sân để tắm cho người ta. Cái đó tôi thương. Cọc cành vô gia kia ở Mỹ họ có y tế miễn phí luôn. Đúng rồi, được miễn phí. Người nghèo chính phủ lo hết luôn. Các chị Hương gặp nha. Ừ. Rồi bye. Tiền mặt tiền cũng có, cũng có đẹp đó. Cọc cành ha, quá sướng luôn. Ôi có khăn mà con, nhiều có đem theo khăn mà. Trong cái bịch đó. Ôi, ông chủ tiệm phải lau cái cửa tiệm của ông chủ tiệm đi chứ. Anh nuôi cho em, ủa sao không có nước vậy? Nè, giờ lấy nước nè. Trời ơi, cho em đi chè. Sao có một cục thịt vậy? Có nhiều lắm. Cháo hành ngò rồi cô, tiêu tỏi rồi cô ngon, nó mới ngon chứ. Rồi. Con đừng có mở ra hai lần, nó ngủ nó pi một lần thôi. Có bao nhiêu thì bao nhiêu, đừng mở thêm. Rồi. Dạ dạ. Bà bắt mê chấu ngoại quá, bỏ Cali luôn, bỏ bắt Cali luôn. Cọc cành ở Mỹ giàu thì phải giàu dữ. Ngoài trường hợp họ bị thương bắt giấy tờ họ không có như thứ đó. Những người ở dưới xuống này là không có, tôi hầu như bị mất hết giấy tờ cũng được. Nhìn từ trái sang phải có vài người đó, có anh Mía đó, Alex đó, Tan Nhiên. Những cái ông là coi như là hiền lành công vị, còn mấy cái ông mà lam tâm bậy đầm bạ bị mất giấy tờ như anh Hoàng ra kìa. Hoàng tử Hoàng đang ra kìa. Rồi Hoàng Tử Quang đang chửi cái gì tưng bưng luôn. Bước đồ rồi. Chuyện cho điều còn tới trong nhà đồ cái chả con bắt luôn. Ai? Thằng nào cũng như thế. Lâm Quân chết cha, rớt quân xuống rồi. Lâm Quân lên đây quá. Lâm Quân là luôn. Qua bị ăn cũng không trả giờ Quang chửi tâm anh luôn. Anh Quang đang nuôi đi. Bực mình quá không ăn luôn, nhịn luôn hả anh Quang? Ai ai mượn đồ anh Quang không trả? Hả? Ai mượn đồ anh Quang? Thằng nào cũng như đi. Chết rồi, thằng nào cũng như thằng nấy rồi, chết rồi. Mượn. Ai chú trả đi, trả đi. Chứ mẹ đi. Anh cho mượn đồ hơn. Giờ để cháu. Thằng nào như đi. Vậy tôi cũng mơ làm chuyện xuống Mỹ. Mỗi lần sổ số mà đọc. Giờ bỏ xuống là vậy á, cũng nặng vậy đó. Trời ơi. Mà bây giờ mới đây là ai lấy cái gì? Đạo lý, giảng đạo. Chân rồi, xe tay chân rồi. Đúng đây. Lấy anh làm như thế này. Lấy đồ anh Quang không? Xài bụi chị nghe hốt cái tiền đúng không mua đâu xài. Thằng Quang vậy nè. Giận dữ quá, rớt quần ơi, kéo quần lên. Bây giờ chơi được mấy người cứu đéo mà còn nữa ở chuồng chuồng thôi. Hai bữa nay vậy đó. Anh Quang giận dữ. Anh Quang đấy. Đi ăn nuôi nó à. Cái đồ ngon luôn à. Cho này cho nó một bốn hạt. Ba hạt. Anh bị giỏi, anh bị bắt luôn rồi. Anh bị bắt mình. Giờ cái đồ một. Ông được quan rồi. Kêu bà mẹ thanh toán ông đi. Có bánh bèo ngon quá hả? À, muốn bánh bèo muốn nuôi nuôi một cái thôi nó à lựa ơi. Bánh bèo đi. Có chè không? Chè đó. Rồi, không trả đồ. Nói là đào một cái bao ông bà chửi á. Rồi, chửi nữa, không trả đồ, chửi nữa. Cả nó nói trước mặt ta nè. Ủa, tôi chịu đi YouTube luôn á. Sao nó xấu rồi. Kệ đó, thôi, nhảy luôn. Thôi, nhưng mà, you get this or you get super.
cái con nhỏ ngồi đó, nhưng mà trước chai tốt mà tóc như bàn bàn như con nhỏ mà ngồi trước cái chai tốt to đó, đó là con của cái bà đã nhau bên mẹ anh Mía. Bà nói cái phone mà bị mất là không phải của tao nữa, của con tao để ở trong đó ngồi, rất là lấy mất tiêu gần đây tớ có chừng thiếu nước bây giờ gì thôi. Ông Quang ngáo rồi, chơi rồi, ai biểu không chịu thương mấy anh em ở trên. Cho ăn thì đối với mình, cho ăn chẳng khác giúp xích đạt phá sớm cho cái xã hội này một bên dài vậy. Cho tốt theo ngày để phá đạt phá sớm báo đời. Ghét nếu mới lập luôn mà. Thấy không? Tôi đem đồ ăn, đạo lý này, đâu người đâu có đạo đức rồi. Anh Quang chửi tăng bằng hết rồi. Anh Quang chửi tôi mất rồi. Tôi sẽ giúp cái đĩa này. Nói được là không ngạc, ngay trên cái mắt là chút nha, đạo lý đâu. Anh nuôi rồi. Chè đó mấy chục ly kìa, ăn cho đã đời đi. Yeah.
kêu bà make fan với anh mía đi. Thôi, con này đủ quýnh nữa, còn cái gì? Em ơi, bắt tay với bà nha. Hey, hey, you should make friend to my friend again, so forget about the past. Hey, my friend. Make friend with him. Hey, want to fight? No, 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 just kidding. All right, rồi, ôm nhau một cái đi. You know something, no. Yes, yes. I have to give deep down. Yes. Thôi, đừng gái nữa, đừng gái nữa, mấy nha. They want us to come. Yes, yes. Test, 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 say it, mía. See, he's poor guy. I tell him, leave yesterday. I'm drinking. Okay. Eat. A lot of food there. That's good. Rồi, mía với lại bà đó bắt tay rồi, con chưa ôm nhưng mà sao mặt cái mía nhăn nhăn vậy ta? Không mắc phê thì phải cười chứ. Cờ, cười. Nó mặt nhăn nhăn như cải lộn á. Trời ơi. Ừ, ôm mấy ông dở thiệt á. Đi ra make friend lại rồi kia. Dạ, ôm cái... Bởi vậy. Không có hết này kia cho nó khác. Vì sao người ta đành bà mà đành ông không vậy? Trời ơi. Không muộn đâu, qua lại đằng trái nữa. Bắt tay uống, đập trăm uống. Ký có về trường ha ha. Ai che sáng hôm qua một bàn tay, hôm qua hút rồi. Hôm qua chữ tẩy mới có thấy anh mía với lại bà kia là coi như hai người make friend không? Make friend không? Ông mía không chịu hôn bà mẹ cái mặt còn nhăn 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 nữa với mấy người. Hết rồi hả? Còn dư ba to luôn. Chết kia, sao kỳ vậy ta? Anh nhẹ mỗi cái ba con thôi. Giờ hết thịt rồi. Nước còn nhiều. Giờ không còn thịt luôn. Chú ăn không? Lấy một cái chè. Lấy chè đi anh hai. Cái Nguyễn tưởng hôm qua để bà mẹ dớt được rồi. Trời ơi, con thịt không thấy luôn hả con? Thịt rồi. Chết rồi do ăn không luôn. Nuôi không luôn. Tại chị tin sao mà nó không ra. Hết rồi em ơi, thôi ăn nuôi không nha. Nước hay là muốn xôi hay là cái đó? Biết rồi. Cái này với Giang nuôi cho Giang nữa đi. Tại vì không có bún còn cái kia mì. Bún hay bánh bèo? Cho cái này được không? Để ăn nuôi nữa, ăn gì dữ vậy? Ngon lắm á. Ok rồi đây. Chè nuôi cho nhanh con đi, hết thịt rồi cho nên phải ưu tiên cho bà. Okay. Ăn nhiều chè đi. Lừa chè bên đó đó. Ba ly bà ăn 2 ba ly chè đi. Đúng rồi, hai là hai. Tết đầy đủ. Em ơi, ông gió có về chưa em? Không biết chị à. Em đi thăm ông một lần hôm bữa thôi hả? Rồi, hồi nãy đến mía với bà coi như make friend again để mai mốt mình gặp nhau mình vui vẻ. Ôi chết rồi anh Hoàng ơi, hết rồi. Chưa. Mình gặp nhau cho nó vui vẻ đó. Tự nhiên tại lỗi của họ chứ không phải lỗi của môi của. Thì đi bây giờ mình gặp nhau coi như mình bắt tay rồi để cho mà vui vẻ, mai mốt gặp bà nhớ cười á. Cười vô. Rồi em mai mía nha. Ok. Tới ăn không được tới đòi cô. Chết rồi, hết thịt rồi, ăn sao? Cũng không. Cũng không được không? Được không? Thôi ăn cái này nè anh Hoàng. Ừ. Hay lấy phần này đi. Lấy hai phần luôn. Cái phần này bự nè, phần ở dưới này bự nè. Okay. Rồi lấy suốt luôn. Đó, lấy đủ. Đi. Rồi ăn hai cái chè luôn. Ai biểu ra trễ chi giờ còn nước không, không có thịt. Thôi tạm tạm vậy nha. Gặp gì là vui lắm. hôm thứ chủ nhật anh Hoàng có ra ăn cơm cái chiên không? Có. Ok. Ngon. Ngon không? Ngon. Mai bữa mình làm nữa nha. Ngon là những lấy nước không? Anh Hoàng có lấy nước không? Còn tay lấy nước không? Đưa đây cho anh Hoàng cái bịch nè. Rồi. Vô ăn cho hết. Big one. Oh, the green. Green. Oh my and god. And then over there, something dessert. Yeah. Grab whichever you want, okay? This, and one of these. Dessert. No, I'm okay. These. Your drink, you want and drink? I'm okay with the drink. Okay. All right. What did you get? We don't have fork, but we have spoon instead. I'm sorry. No fork. And drink. Oh, thank you. See, there's a table. Okay, but can I? Oh, you want this one?
What? I don't know. What's your soup taste like? I don't know if we we have soup and no more meat. It's just soup and the broth. Is it okay? Okay, I'll take one of those. This one? Let me sit down and eat. I'll sit down. Yeah. Trời ơi, bà bạn anh mía vô mà anh giờ bà bạn anh mía mới vô bàn ngồi. Thì anh mía đi đâu mất rồi. Anh mía đi về rồi, không có thấy bà quên mía rồi. Đó, bà quên mía. Bà chi phạm ăn xong rồi đi ngồi đường cười khắc khắc luôn. Hôm nay Hương không có hầm gà, có được nước súp của người ta cho nên là không có cái gì cho chó. Thế nó đi lang thang tội nghiệp. Không có, cho nó ăn ra nó uống nước rồi tội nghiệp không? Nó khát nước chứ. Không có gì cho nó ăn. How you want soup? Soup no meat, no only meat. Soup and đáng lẽ ba cục thôi hả? Yeah, ba cục là vừa đó. Everything? Rồi, em bị quá giỏi rồi. Bữa nay em bị bán hết. Mình ngay như đi vòng vòng quay phim cho em bị không có làm gì hết á. Sucks. Huh. Ăn lên hai. First time I've seen him around here too. No, he always comes around. Oh, I've never seen him. I don't have a fork for you. That's so bad. I forgot about that. Con chạy lên xe đi dự kiến thì có cái đĩa nào không? Con ngồi đây, con lấy phone của Dũ, đừng để ai lấy phone của Dũ chạy mất đi. Ngon cái này của nhà hàng người ta cho chị cái nước súp. Cho nên hôm nay chị không có cần hầm mà gà. Tôi cho chị cứ làm súp, chị cứ làm nước lèo được chứ. Thì là hôm nay người ta cho mình sẵn rồi cho nên chị chỉ làm thịt bằm chị bo viên đồ lại thôi. Cái thịt bằm là ngon nhất á. Thịt bằm ngon nhất hả? Cái nước lèo chị nấu nấu được chứ dễ. Ừ. Muối nước mắm đường ơi. Phải hầm gà đồ nữa chứ. Đúng, em mà cho nước mắm vô sao ăn được. Để cho chứ, cái mắm là giống cái này người ta hầm xương nhiều ngon lắm. Nhưng mà chị cái này xương gà hơn xương bò. Cái đó người ta nấu xương heo, chị là chị nấu gà, người ta nấu heo. Sao không lựa chè, chúng nó hết chè sao chị hai? Ờ có rồi. Bữa lên gặp ông gió không ra sao? Bước đi rên lắm. Tim. Em nói với ông đi ông mai, ông mà không bỏ, ông mà không bỏ, ngày ông đi luôn á. Hospital. He told me I'll be your O'Connor. That's what he told me. Em ơi, ông không có bỏ được cái ăn khói đã bị bỏ được. Cho nên là mỗi lần ăn cho một bự rô đó là đúng nhà thương. Ăn xong còn biết đường gọi em bu lăng sẵn nữa. Ăn khói một ngớ xong gọi em bu lăng sẵn thì đi luôn. Ông thuốc cho tim luôn á. Khói medication. Cái đó rồi ăn khói rồi hai cái hỗn hợp là chết rồi. Lúc đó tim nó đập rầm 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 là đi luôn á. Cái tim quan trọng lắm á. Ông không có bỏ được cho nên là ông cứ đúng. Ăn một miếng khói rồi ông gọi em đưa lăn sẵn trong lên xe ông đi có tiền hết stuck mà có được là vậy thôi. Ông có thể ăn được một chút khói nhưng mà ông cố gắng không ăn cho bự cho nên lần nào cũng gọi em đưa lăn tới sao không có ngủ không có uống không uống thuốc nữa trời hại lắm ông không hiểu. See that's where their lack of education come in. Were they not educated mentally and spiritually? They're just gonna repeat the same. Forget why. Có gì cho nó ăn hết giờ sao? Này nó mạnh lắm. Chị ra coi thử có mì không cho nó một gói mì nó ăn được. Của ai để ăn cùng Dương để cho nó ăn. Không có cho nó. À cho nó ăn nha chị Hương. Ừ nó có chịu ăn không? Không ăn đâu. Chào miếng với ba cái đó. Thôi.
Mỗi khi là mình hầm gà, cái có gà cho mấy em chó, hôm nay không có. Hôm nay nhà hàng cho nên là mấy em chó không có gì ăn. Ra nó mới dạo nhau. Ô nó biết em á Thái, Thái. Người ta cắn nó, cái nó chạy tới ra đấy, em nó ngồi. Hey, ma, nó không được kìa. Nó không ăn em ơi. Nó muối, nó muối chứ. Nó thèm ăn. Có gì muối đúng không? Có muối rồi vô nó không ăn hả? À? Ờ. Có gì muối đúng không? Có muối rồi vô nó không ăn hả? À? Ờ, chị hầm gà là chị luộc không thôi à. Thôi ăn vậy đi được rồi, có mai sao trễ vậy có mai? Ờ, đi gặp Sô Sô Quốc cơ. Cái bà chó kia bà ghê, bà lùn xỉn bà nhỏ xíu mà bà đi đánh trộn với con chó lớn mà bà thắng á, con nào to chạy nè, bà thắng nó đó, bà rượt con mắt bà chạy á. Còn con gái là con gái. Ờ, cái ông đó đó, ông lùn xỉn, ông mập lùn, lì lắm. Ông ăn cái bà này luôn, thắng bà này luôn, bà này chạy hết mồ luôn. Chạy chứ nhán luôn, nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm. Hết chưa anh Bi? Còn 4 cái xôi. Ai tới ăn đi. Trời ơi sao nó ăn cái muỗng, nó không ăn thịt mà nó ăn muỗng. Em cúi xuống lượm cục thịt em nhét miệng nó đi ham phá. Nó không chịu. Không, nó thích muối. Nó không thích ăn muối hả? Có muối vô nó nhìn. Nó không ăn. Ăn gì đâu rồi vậy? Bánh đi. Bánh gì? Cô Mai đi chơi chồng tới cho cô Mai hết sợ. Cô ba ma mà cũng sợ. Rồi cứ thế thôi. Không lấy chờ lấy thử lấy hai đi về. Bây giờ không cho nó ly rồi, đừng cho nó ly nữa. Tôi lấy. Nếu ra bị dung anh cho tôi đi một cái này. Bây giờ tính. Keep your cup okay, we refill but we don't give out the new cup. Hết ly rồi hả con? Ok. Vô đem 40 mấy cái thôi à. Ừ. Còn 2 cái xôi. Cô Mai bữa nay đi Soso Worker nên tới nơi hết nuôi rồi. Nuôi bữa nay ngon đặc biệt luôn. Nuôi bữa nay là của nhà hàng đàng hoàng. Cái này bằm ngon hơn hả? Bằm ngon. Ôi trời ơi, hai người kia hết rồi mới ra. Hết hả? Hết rồi. Trời ơi. Ông hai ơi, người ta hết rồi, ông ra ông dọn dẹp hả? Hết rồi, giờ còn cái gì nữa? Còn xôi, còn có 2 cái xôi ăn không? Trời, ai cũng biết 12 giờ này, 12 giờ tới. À, bây giờ mấy giờ rồi? Ăn khói hoài sao nhớ được? Gần 1 giờ rồi. Tối rồi. 1 giờ rồi mới tới. Chắc. Giờ. Tốt, mình dẫn anh Mía tới cho anh Mía ôm bà mẹ để cho hai bên hòa với nhau, mà anh Mía không chịu, mà anh Mía tới bắt tay mà cái mặt cả nhăn như là bực mình ta vậy. Anh Mía không có biết gì hết à. Thôi bây giờ mình make friend lại để cho mình đừng có ngại vậy thôi. Mà ra nói bắt tay rồi ôm bà một cái thì mặt cả nhăn vậy. Cô Hương với chờ bà cái thai là hai bên đều có lỗi hết, cả Mía và tình cảm gia đó. Đúng rồi. Cái bữa đó là cầm tay dắt lên xe chở đi nhốt. Đúng rồi. Trời ơi. Hôm sau chiều sau cái nghe mấy người nói trả giống như bữa xa thay vậy. Ở đây mà nói là tại bà mẹ xong này bà mới nói là hai người có lỗi hết á. Ừ. Dạ. Vậy mà ra nó thôi bắt tay đi ôm bạn gái, ôm bạn gái mà nhăn rồi nha. Trời nó chờ trễ quá chị hai ơi, còn xôi thôi, ăn xôi đi. Bà Tàu này, thằng mình đã nói hôm bữa bà Tàu này là bồ với lại mọi người. Bồ với lại tập trung. Có không? Không biết, tôi không biết thằng Cường đã nói vậy cô Mai. Đã
tại vì ở đây đó làm không có dám chơi với người lạ. Thì chỉ có con gái là vô nói chuyện với nó thôi. Cái anh Thùng, anh đầu chọc quá. Thấy anh tu hành á, chơi đồ nghiệp là anh nói chuyện thôi. Với lại anh Thôn với anh bị lũ á, là nói chuyện thôi chứ không có nói chuyện với ai, sợ lắm. Bữa cô em không biết không, em thấy mấy chị em nhà gần gần đây cô Sáu ở đó, ngồi ngồi đó, cái cô Sáu kia kêu tới ngồi, cô Sáu ở chuyện một chút. Mới giờ cô Sáu xích mình, nó ghé cái cô Sáu một cái tạp. Nhà có nó mồm xét, tụi nó kia anh Việt Nam làm đây giá. Lấy nước cho ông đi con. Nếu mà có tiền ngay mà lại xin chị vậy. Sao? Anh nói cho em trời đứa, anh lấy lại cơ. Hết rồi giờ sao? Còn ghê. Hết rồi, chạy ra đi, chạy ra mau mau em thôi hết rồi. Ok, lấy đi, để ra. À, thứ ba là một giờ phải đi về, cho nên ai muốn một phần cho một phần luôn. Ôi cha, đâu có phần ngon thịt heo rồi vậy? Có phần do hả? Dạ, sáng. Ôi, cơm này cũng ngon lắm, ăn. Anh đi lánh á, đi lánh rồi chút, dạ. Lát giờ xin đồng gói, còn dạ. Anh thôi. Anh đi phát không biết về chút chú. Lát nữa anh quay trở lại thôi. Dạ. Cơm gà. Đúng rồi, cái thứ ba anh Hùng lạnh đồ á. Dạ. Dạ, cả cái đầu nó lạnh. Anh biết hôm chiều thứ ba có một cái cô đó người Việt Nam có lạnh có thăm đi có tán. Rồi dọn dẹp anh đi. Ăn quá đã xong. Rồi thôi dọn dẹp đi gì à. Xin chào mọi